Cô đến đây tìm anh Tuấn à? Cô là... Tôi là nhân tình bên ngoài của anh Tuấn. Hôm nay tôi đến tận đây là để thông báo cho cô một tin. Tôi có thai với cả anh Tuấn rồi. Tôi phát hiện ra mình đã có thai với anh Tuấn. Tôi cũng bảo anh ấy kết hôn với tôi. Nhưng mà anh bảo là ở nhà vẫn còn một con vợ. Anh ấy chưa dám đối diện để giải quyết vấn đề này. Nên chưa cưới tôi được. Tôi đã erop cho cô tất cả ảnh và clip tôi ân ái với cả anh Tuấn. Không cô lại bảo tôi bịa chuyện. Cô muốn gì? Tôi muốn gì à? Tôi muốn cô ly hôn với cả anh Tuấn nhanh nhanh lên. Để anh còn kết hôn với tôi và chào đón đứa con này chứ. Mới có 2 tuần thôi mà tôi cảm nhận nó là một cậu con trai kháu khỉnh. Đợi anh Tuấn về, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta. Cô nghĩ tôi đợi anh Tuấn chủ động để ly hôn à? Thế thì việc gì hôm nay tôi phải tới đây? Đương nhiên rồi. Vì nếu anh ta mà ly dị với tôi thì anh ta sẽ mất nhiều lắm. Nên là anh ta phải tính toán cẩn thận chứ. Thế nên tôi mới bảo cô chủ động ly hôn anh ấy đi. Bồ của chồng tìm đến tận nhà như thế này rồi mà vợ vẫn còn ngồi chơ chơ ở đấy thì người ta gọi là không biết xấu hổ ấy. Cô là tiểu tam mà mạnh miệng gớm nhở. Thôi được rồi, cô cứ về đi. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Ồ, đến rồi đấy à? Ngồi đi em. Anh Tuấn, hôm nay anh bảo là đón mẹ con em về đây ở mà. Sao chị ta vẫn còn ở đây? Anh bảo là anh đuổi chị ta đi cơ mà. Còn cả cái bốc bầu nữa. Em cứ bình tĩnh đã. Lá bốc trà nó hạ quả. Thì em cũng nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ Linh có bầu với anh rồi thì anh đuổi đi làm sao được nữa. Thế có nghĩa là suốt thời gian qua anh giấu chuyện chị ta có bầu à? Cô tưởng một mình cô có thể mang thai à? Anh Tuấn, em mang bầu to như thế này rồi mà anh chả cho em một cái danh phận chính thức gì cả. Đau đầu lắm cơ. Ai bảo là em cứ thích giải quyết nhanh và gọn lẹ cơ. Rồi anh, em muốn làm gì làm, anh không can thiệp nữa. Thấy nhá, mệt lắm rồi. Cô thấy chưa? Giờ anh Tuấn không ly hôn với tôi thì con cô để ra cũng chỉ là con ngoài gia thú thôi. Nó sẽ không được pháp luật công nhận là con của anh Tuấn đâu. Cô thấy sức mạnh của chính thất chưa? Đó là được pháp luật bảo vệ đấy. Cô tưởng cướp được trái tim của đàn ông là xong? Nhất định tôi phải giành được vị trí chính thất. Tôi không thể mãi làm bố nhí như thế này được. Tôi phải có danh phận ở bên anh Tuấn. Thì ra bấy lâu nay cái bụng bầu của chị là giả. Chị không hề mang thai. Cô biết tại sao tôi làm thế không? Vì tôi cũng biết cô mang bầu giả từ lâu rồi. Sao? Sao chị biết được? Chị nói với anh Tuấn à? Tôi chẳng nói gì cả. Những hôm anh Tuấn đưa cô sang đây, tôi đều thấy trong thùng rác có xác bóng. Ngày hôm nay tôi mới thử chọc nhẹ. Ai ngờ nó là giả thật. Chị, tôi sẽ nói với cả anh Tuấn là chị mang bầu giả. Cô nói đi. Nếu như cô muốn cái quả bóng ở trong bụng của cô cũng bị lộ thì cứ nói. Tôi chơi với cô đến cùng luôn. Chị... đằng nào tôi cũng chẳng còn gì để mất cả. Hai con vợ của anh đưa từ bao giờ đấy? Tại mẹ con em thiếu hơi của anh quá nên là không ngủ được. Em ra đây để gọi anh vào. Thế mà chị ấy cùng ra cùng lúc, cứ gầm gừ em không cho gọi anh đấy chứ. Ôi trời, tưởng gì. Ngủ thôi chứ gì. Đi vào. Nhanh lên. Cô trơ cháo thật đấy. Rõ ràng cô bảo là không chấp nhận một người chồng lăng nhăng. Thế bây giờ cô dám mang bầu
để níu kéo anh ấy à? Không, tôi làm thế là vì cô mà. Tôi muốn cho cô thấy anh ta là hạng người như thế nào. Anh ta chỉ cần một người phụ nữ có thể đẻ con cho anh ta thì anh ta sẽ níu kéo, giữ lại rồi quan tâm chăm sóc thôi. Ý của chị là chỉ vì tôi mang bầu nên mới được anh Tuấn chọn à? Chứ cô nghĩ anh ta yêu cô thật lòng à? Anh ta không yêu ai thật lòng cả đâu, cả tôi và cô. Nếu như anh ta yêu tôi thì tại sao anh ta lại tằng tịu với cô? Còn nếu anh ta mà yêu cô ấy thì anh ta đã ly dị với tôi từ lâu rồi. Linh, em suốt ngày cứ phải mang quả bóng trên người, không mệt à? Hay là thôi, đừng giả bầu nữa. Em không mang bầu được, cũng có làm sao đâu. Không được, em phải giả bầu chứ. Em phải để cho cái con bồ của chồng em biết rằng nó cũng chẳng có giá trị gì trong cái nhà này cả. Với cả, em làm thế này là vì em biết được một bí mật của nó, là nó cũng giả bầu đấy. Con bé đấy cũng đang giả bầu á? Thằng bạn anh đúng là tính lươn khươn. Cặp bồ cũng chọn đúng con lươn khươn để cặp luôn. Mặc dù anh là bạn thân của nó thật, nhưng mà chuyện này nó sai, anh không bênh được. Vì anh là người tốt mà, thế nên anh mới đứng về phía em, giúp em trong việc giấy tờ khám thai, xong rồi luôn quan tâm chăm sóc cho em nữa. Linh à, hay là thôi, em nói hết mọi chuyện này đi. Kết thúc cái mớ bong bong tình cảm này, kết thúc luôn cả cuộc hôn nhân không hạnh phúc của em. Một người như em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Em xứng đáng tìm được một người đàn ông yêu em thật lòng. Em tự lo được cho mình mà, anh yên tâm đi, không phải lo cho em đâu. Uống tiếp đi mà. Hôm nay mình phải chơi tới bến luôn nhá. Mồi ngon bia nhiều, không phải suy nghĩ. Hết bia, hết mồi thì sẽ có người ra phục vụ chúng ta. Sao hôm nay uống hăng thế? Có chuyện gì à? Đau đầu lắm ông ạ. Tôi ở với hai con mẹ bầu. Rồi chết. Đây, cứ động tí là hoành hoẹ, là xỉa sói nhau. Đấy, thế là tôi phải ở giữa tôi can ngăn. Lúc nào tôi phải hòa giải hai bên. Nói chung là mỏi lắm ông ạ. Thế tại sao ông không chọn một thôi? Cố chấp giữ hai người phụ nữ ở bên cạnh để làm gì? Tại sao phải chọn đâu? Đàn ông thời đại bây giờ là mình phải vớ vét hết. Đấy, người ta thì có một vợ, tôi là có hẳn hai vợ luôn, tội gì phải đuổi người ta, đúng không? Uống đi không? Tuấn ơi. Hả? Ông không thấy lạ? Lạ gì? Ông kết hôn với Linh bao nhiêu năm rồi? Hai vợ chồng không có lấy một mụn con. Đùng một cái ông làm hai người phụ nữ có bầu. Ông không thắc mắc? Chiều thôi à? Ông biết thừa rồi còn hỏi, giả nai à? Uống đi, cứ hỏi nhiều. Ông là bác sĩ khoa sản, ông đã từng khám bệnh cho tôi nhưng mà ông biết thừa gì nữa. Tôi bị vô sinh, thì làm quái chứ có con được. Tôi thật không nhé, tôi bị thừa hai con bé nhà tôi bầu giả rồi. Và ông biết vì sao tôi giữ hai đứa ở lại không? Tại sao? Cái điều đầu tiên tôi muốn là muốn có một người ở lại để mà quán xuyến cái việc gọi là gia đình này, cơm nước này. Có một người ở lại làm sao? Để phục vụ cái nhu cầu sinh lý đàn ông của tôi. Ông thì tôi thông minh không? Uống đi mày. Chó là em bố rồi đấy, hả? Sao lại dính thế này? Tôi trở thành người vĩnh nhật từ bao giờ vậy? Linh ơi! Cháu ơi! Cứu anh! Sao bụng mình phồng lên như chửi thế này? Cái gì nặng đang buộc vào bụng mình thế này? Dưa hấu à? Linh ơi! Cháu ơi! Cứu anh ơi!
Địch trả đi à? Cứu anh đi. Em kéo anh ra đi. Anh không ngờ một ngày tôi với cả chị ta cùng trên một chiếc thuyền, có cùng một kẻ thù là anh đúng không? Sao đây là kẻ thù? Anh là anh yêu của hai em mà. Anh là thằng khốn nạn thì có. Anh biết thừa mình bị vô sinh mà vẫn giấu hai chị em chúng tôi, để hai chị em chúng tôi phải đánh đấu nhau, tranh giành anh à? Em nói gì vậy? Bao lâu nay tôi cứ nghĩ là do tôi stress nên mới khó có con. Hóa ra là do anh bị vô sinh à? Vậy mà anh đã giấu vợ anh bao nhiêu năm qua. Anh đúng là đồ tồi đấy. Cho nên cái bộ dạng của anh bây giờ hoàn toàn xứng đáng. Cứ ở đây mà chờ người đến cứu đi. Chúc anh may mắn. Ơ kìa. Vợ ơi, vợ đừng đi mà. Con khốn, mày cứ ra đây. Hùng, cứu tao. Kéo tao ra thôi. Mày là bạn thân của tao mà. Đi. Mày làm cái gì đây? Sao lại chụp hình tao? Đừng có chụp. Tao thấy bộ dạng này hợp với mày mà. Mày không tự suy nghĩ xem tại sao tao lại nhắc đến câu chuyện vô sinh với mày à? Mày nói vậy sao? Hả? Ý của tao ấy là tao có tình cảm với Linh. Và tao biết Linh đang nghe câu chuyện của tao với mày, nên tao hỏi để xem mày nói gì. Hóa ra mày thích vợ tao à? Không, mà là tao yêu, rất yêu là khác. Nhưng vì Linh là vợ của mày, tao đích làm gì được. Còn bây giờ thì sao? Cô ấy không còn là vợ của mày. Và mày hiểu tao mà. Tao là một người rất giỏi nắm bắt cơ hội. Cảm ơn nhá. Thằng cháu, mày Đừng chụp. Mày đừng chụp tao. Ngoan sinh yêu của mẹ đâu rồi? Đây rồi. Đây là ai? Phương. Nào, ngoan sinh yêu của mẹ, mẹ lên chơi. Cha chú ý gì đến mẹ, chỉ mải chơi game thôi. Nào, ăn một miếng nữa nào. Ăn đi, tự ăn được. Ăn hết miếng này cho mẹ vui nào. Ngoan quá nhỉ. Sao mẹ mới lên chơi à? Gớm. Biết mẹ chồng lên chơi mà đi đến tối mịt mới về, dầu đạp quá. Em ngồi xuống ăn đi. Xôi thịt mẹ nấu hơi bị ngon đấy mẹ nhờ. Ừ. Xin miếng. Con của mẹ ăn đi này. Rồi rồi. Kệ nó. Anh ăn uống sạch sẽ một chút đi. Tay thì bốc, tay thì mút. Trông mất vệ sinh như thế ai mà chịu được. Lớn rồi phải trẻ con đâu. Lớn gì mà lớn. Trong mắt tôi, thằng Phương ấy, nó luôn là con trai ngoan sinh yêu của mẹ, con nhờ. Con ơi, nào, ăn một miếng nào. Ôi, ngoan quá. Con ơi, nào, làm miếng nữa mẹ yêu. Ôi, nào. Cứ ăn một miếng nữa đi. Đấy. Này, ngoan sinh yêu của mẹ, cái đĩa xôi này mẹ nấu cho con phải ăn hết nha chưa, nhá. Cần xin phép vào phòng nữa. Ở ngoài này, con nuốt không trôi. Không ăn thì thôi. Càng còn mẹ nhỉ. Ừ. Nào, om miếng nào. Ôi trời ơi, ngoan quá nào, ăn miếng nữa cho mẹ yêu nào. Ngoan này, om, ngoan quá. À ơi, ngoan sinh yêu của mẹ ngủ ngoan nhá. Mẹ xoa lưng cho nhá. Phương, ăn xong rồi thì ra dọn dẹp với em đi. Lớn đùng rồi, cứ nhõng nhẽo nằm lên đùi mẹ là sao? Này, lớn hay bé gì, ngoan sinh yêu của tôi nó vẫn là bé bỏng trong con mắt của tôi nhá. Mà tại sao ngoan sinh yêu của tôi nó phải lau nhà, rửa bát cho chị là thế nào? Giờ thời buổi nào rồi mẹ? Nam nữ thì phải bình đẳng, vợ chồng thì phải chia sẻ việc nhà với nhau chứ. Với cả con đi làm cả ngày cũng mệt mà. Này, mệt là việc của chị nhá. Nhưng tôi cấm chị được sai con trai tôi làm bất cứ việc gì trong gia đình này, chị hiểu chưa? Thôi mà mẹ, yên tâm đi. Con đường đường là đấng nam như đại trượng phu, tại sao phải làm mấy cái việc vặt vãnh đấy? Con chào bác, chào anh ạ. Con thấy cửa không khóa nên con tự vào.
Ngồi xuống đây cháu. Đấy, chà, lâu lắm không gặp. Cháu xinh đáo để đấy. Bác cứ quá khen, cháu xinh nhưng mà vẫn còn đơn chăn gối chiếc. Ơ mà này, khách đến không ra rót nước đi, còn đứng đực đấy làm cái gì? Còn cả mày đấy. Không phải trước mày cố sống cố chết ăn vạ đòi lấy nó làm vợ cho bằng được, thì không phải giờ này cái Trà nó là con dâu yêu quý của tao không? Bác lại nói thế rồi, nhưng mà cháu thích ạ. À, hôm trước cháu đi công tác, biết bác thích ăn hoa quả nên cháu đã chọn cái loại hoa quả thượng hạng nhất về để biếu bác đấy. Bác cứ ăn đi, nếu mà bác thích ý, thì con mua thêm. Thế à, quý hóa quá. Đúng là chỉ có cháu mới quan tâm đến bác thôi. Chứ ai đời như con dâu nhà này, từ hồi nó về làm dâu chưa bao giờ nó mua quà cáp gì biếu mẹ chồng một tí nào cả. Con này mẹ, con xin phép vào phòng nghỉ lại. Con này, cô đi đâu đấy? Có nhiều cái tôi chưa thể nói đâu nhá. Đây. Đấy, cháu biết rồi đấy. Tính bác rất chi là thương con thương cháu. Thế mà không hiểu sao đen đủi thế nào rất khỏe con dâu như này này. Cháu biết không, hôm nay bác ăn xôi bác dùng tay bốc, thế mà nó dám chê bác là bẩn cháu ạ. Thế có điên không? Sao lại thế được? Ăn xôi thì phải ăn bốc, mà phải nắm thành từng nắm, ăn mới ngon chứ ạ. Cháu vẫn còn nhớ cái món xôi ngày xưa của bác, thơm phức luôn ý. Cả thêm cái món thịt kho ăn cùng nữa, tuyệt vời luôn bác ạ. Thế thì hôm nào ấy lại đến đây chơi, bác đổ xôi cho mà ăn nhá. Còn bây giờ bác cầm hoa quả ra bác rửa, còn cho cháu ăn nhá. Dạ vâng ạ. À, số tiền 5 tỷ vừa bán được cổ phiếu ấy, cậu tạm thời để trong ngân hàng cho tôi. Số cổ phiếu còn lại cứ đợi tăng giá rồi bán. Ừ, chỗ đấy tôi tính cũng phải được hơn chục tỷ nữa đấy. Tôi cũng nắm được một vài mã tiềm năng nữa. Eo ôm, nói chuyện 5 tỷ với chục tỷ mà với nó cứ như vài triệu. Đây, ổi ngon ổi ngọt đây. Đây, ổi ngon đây. Ăn đi cháu. Uầy, bác gọt khéo thế. Cháu nhìn là cháu đã muốn ăn rồi đấy. Này, bác nói thật với con nhá. Trước đây bác là bác rất muốn con làm con dâu của bác đấy, chứ không phải cái con bé Linh kia đâu. Chán lắm cơ. Thực ra con vẫn còn tình cảm với cả anh Phương, nhưng mà bác nhìn rồi đấy, anh Phương anh lấy vợ rồi. Con buồn lắm, nhưng mà cũng chả biết phải làm gì cả. Sao lại không làm gì được? Cháu yên tâm, việc gì vào tay bác cũng giải quyết được hết nhá. Ý bác là sao ạ? Bây giờ nhá, con với cả thằng Phương làm sao cứ phải để cho gạo nấu thành cơm rồi, cốt cho con Linh nhìn thấy. Con hiểu chưa? Đấy, mai con sang đây ăn cơm. Còn bác sẽ dụ cho con Linh đi ra ngoài cùng bác. Việc của con ở nhà là gì? Chuốc cho thằng Phương uống rượu say mềm. Con hiểu chưa? Xong rồi, con với cả nó. Đấy, còn chuyện về sau cứ để bác giải quyết nhá. Vợ anh với cả mẹ anh đâu rồi ấy nhỉ? Bác Dung bảo chị Linh đi sắm đồ lễ rồi anh ạ. Bởi vì bác nhớ ra ngày mai có lễ dài hạn ở trên chùa. Bác bảo anh với cả em ăn cơm trước đi, sợ anh đói. Ừ, thế thôi, mình ăn trước đi. Nhưng mà ăn không làm sao được hả anh? Làm một tí rượu chứ, anh với em lâu ngày chưa gặp mà. Uống hết anh nhá. Rót thêm cho. Em với anh ở cùng quê, nhà sát vách nhau. Ngày xưa chúng mình được gọi là thanh mai trúc mã đấy. Thế mà bây giờ anh lên thành phố, đã lấy vợ rồi. Còn em thì vẫn nhớ mãi kỷ niệm của chúng mình, nên chưa mở lòng được với ai. Ý em là sao? Nhậu đi, để em kể cho. Nào, uống đi anh. Uống đi. Vô. Ừ.
anh Phương. Anh Phương, nhậu tiếp đi chứ. Ý của em là cả anh và tất cả mọi thứ của anh dù sẽ quay lại bên em. Anh Phương mất rồi, bác chuẩn bị đưa chị ta về nhé. Say quá nên là mẹ ơi, mẹ gì mà mỹ hết cả lên thế? Mẹ vào mà xem con ra mẹ làm gì này? Mẹ nghe con giải thích đã. Trời ơi, thì nam nữ chúng nó thích nhau, ăn nằm với nhau là chuyện bình thường đấy mà. Sao mẹ lại nói được như thế chứ? Cô ta mới là kẻ thứ ba, còn con là con dâu của mẹ, là vợ của anh Phương, được pháp luật công nhận mà. Mẹ phải lấy lại công bằng cho con chứ ạ. Vẽ chuyện. Bây giờ tôi hỏi cô nhá. Chúng nó thích nhau, chúng ngủ với nhau, tôi cấm được à? Còn cô không chịu được, tôi đi luôn đi, tôi không giữ đâu nhá. Anh Phương, anh nói gì đi chứ? Anh để mẹ nói như thế à? Nó nói lại được gì? Con trai ngoan của tôi nói một là một, hai là hai. Mà Phương này, chuyện đã đến nước này, con cũng không thể để cho em Trà nó thiệt thòi được đúng không nào? Mẹ tính hay là con đón em nó về đấy ở luôn đi. Không thể như thế đâu, con mới là vợ của anh Phương mà. Tôi đã quyết rồi, cấm cả, cô hiểu chưa? Cô không chịu được thì cô ly dị đi. Cấm nữa, cô tưởng một mình cô biết làm dâu à? Cái Trà cũng làm được. Anh Phương, anh nói gì đi? Thì mẹ đã quyết như vậy thì em nghe theo mẹ đi. Thêm người thì em bớt việc chứ sao. Mà ngày xưa ấy, đàn ông còn 5 thêm 7 thiếp kia kìa. Cô mẹ, anh đúng là cái đồ nhu nhược đấy, lúc nào chỉ biết bám váy mẹ thôi. Được rồi, tôi sẽ cho các người được toại nguyện, ta ly hôn. Này, rồi con kệ xác nó. Bây giờ con có mẹ, có em Trà rồi, con việc gì con phải tiếc theo cái con vớ va vớ vẩn đấm ba mớ đấy, kệ nó. Mà này, thôi bây giờ mẹ ra ngoài, hai đứa cứ tự nhiên nhé. Của mình là gì? Cơm thì cô không nấu, bát cô không rửa, nhà cửa thì cô không dọn. Tôi nói cho anh biết nhé, ai ăn thì tự đi mà nấu. Tôi không ăn, tôi toàn ăn mì tôm thôi. Ôi trời này, tôi không biết chị xinh đẹp ở đâu nhá, nhưng mà chị nhìn xem đống quần áo chị này. Đây, bộ quần áo, cái bộ váy này chị mặc mấy hôm rồi. Đây, đây cả cái bộ đồ nhăn nhúm chị đang mặc trên người, mấy hôm rồi không thay không giặt hả? Mới có 3 hôm mà mẹ. Mà con ở nhà thay quần áo làm gì? Ôi trời ơi, trước đây tôi cứ tưởng chị xinh đẹp, ăn ở sạch sẽ, ngoan ngoãn, hiền thảo thế nào. Hóa ra chỉ là vỏ bọc thôi à. Nếu mà không tạo vỏ bọc ấy, thì làm sao mà lừa được hai mẹ con nhà mẹ. Đấy, bây giờ chị lộ mặt thật đúng không? Hả? À, đã thế thì mày trả tiền tao đây. Tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước, tiền tôi hầu hạ phục dịch chị. Mẹ nghĩ con ở nhà suốt ngày như thế này có tiền không? Thế còn 5 tỷ, 10 tỷ chị bán cổ phiếu đâu? Chị tiêu hết rồi à? Đến cái giờ phút như thế này rồi mà mẹ vẫn nghĩ con có tiền à? À, số tiền 5 tỷ vừa bán được cổ phiếu ấy, cậu tạm thời để trong ngân hàng cho tôi. Số cổ phiếu còn lại cứ đợi tăng giá rồi bán. Ừ, chỗ đấy tôi tính cũng phải được hơn chục tỷ nữa đấy. Tôi cũng ngắm được một vài mã tiềm năng nữa. Ừ. Eo ôi,
Nói chuyện 5 tỷ với chục tỷ mà với nó cứ như vài triệu. Con nói cho mẹ biết nhá, cái ngày hôm đấy là con cố tình nói to lên để lừa mẹ thôi. Tất cả chỉ là giả. Con không những không có một đồng, chứ còn nói gì đến mấy tỷ hả mẹ? Hôm đó tôi tưởng chị giàu có nào thì tôi mới kiếm cớ tôi đuổi cái Linh đi nhá. Ai ngờ tao rước cái loại thối tha như mày, đã lười ở bẩn lại không có tiền. Rồi đúng là tôi rước cái của nợ về mà. Mẹ tham thì mẹ chịu thôi mẹ ạ. Mà tiện đây con cũng nói cho mẹ biết, không những là cũng không có tiền mà con còn nợ thêm mấy tỷ nữa. Con đoán là cái căn nhà này này mà bán đi cũng được chục tỷ. Tha hồ đi con giả nợ. Con khốn này, mày dám lừa tao. Bây giờ anh và mẹ biết ý thì cũng quá muộn rồi. Con nói luôn, con bây giờ là con dâu của nhà này rồi. Nếu mà có bán nhà này đi cũng phải chia con một nửa. Thế nhá, con chào mẹ. Em chào anh ạ. Mày trời ơi là trời, tôi đã làm gì nên tội mà rước thứ con dâu này về thế này à? Trời ơi là trời, tất cả là tại mẹ đấy. Linh hoàn quá, hiền lành, lại biết cách cư xử thì mẹ lại không thích, mẹ đuổi đi ra khỏi nhà. Bây giờ mẹ đưa con tao về đây đấy, mẹ nhìn xem mẹ đã rước cái thể loại con dâu gì về nhà thế này. Ê! Anh ăn uống sạch sẽ một chút đi, tay thì bốc tay thì mút, trông mất vệ sinh như thế ai mà chịu được, lớn rồi phải trẻ con đâu. Lớn gì mà lớn, trong mắt tôi thằng Phương ấy nó luôn là con trai ngoan xinh yêu của mẹ con nhở. Chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên thế? Mẹ vào mà xem con trai mẹ làm gì này. Mẹ nghe con giải thích đã. Trời ơi, thì nam nữ chúng nó thích nhau, ăn nằm với nhau là chuyện bình thường đấy mà. Sao mẹ lại nói được như thế chứ? Cô ta mới là kẻ thứ ba, còn con là con dâu của mẹ, là vợ của anh Phương, được pháp luật công nhận mà. Mẹ phải lấy lại công bằng cho con chứ ạ. Vẽ chuyện. Bây giờ tôi hỏi cô nhá, thế chúng nó thích nhau, chúng ngủ với nhau, tôi cấm được à? Còn cô không chịu được, cô đi luôn đi, tôi không giữ đâu nhá. Anh Phương, anh nói gì đi chứ? Anh để mẹ nói như thế à? Nó nói lại được gì? Con trai ngoan của tôi nói một là một, hai là hai. Mà Phương này, chuyện đã đến nước này, con cũng không thể để cho em Trà nó thiệt thòi được đúng không nào? Mẹ tính hay là con đón em nó về đấy ở luôn đi. Không thể như thế đâu, con mới là vợ của anh Phương mà. Tôi đã quyết rồi, cấm cả, cô hiểu chưa? Cô không chịu được thì cô ly dị đi. Cơm nữa, cô tưởng một mình cô biết làm dâu à? Cái Trà cũng làm được. Anh Phương, anh nói gì đi? Chị, mẹ đã quyết như vậy thì em nghe theo mẹ đi. Thêm người thì em bớt việc chứ sao. Mà ngày xưa ấy, đàn ông còn 5 thay 7 thiếp cơ kìa. Cô mẹ, anh đúng là cái đồ nhu nhược đấy, lúc nào cũng chỉ biết bám váy mẹ thôi. Được rồi, tôi sẽ cho các người được toại nguyện, chúng ta ly hôn. Ôi trời ơi là trời, sao số tôi khổ thế này. Trời ơi, tại tôi tham mà. Tôi sai rồi. Trời ơi là trời. Sao bảo là bán cả hoa hồng đen? Anh thấy mỗi hoa hồng đỏ thôi. Nếu mà anh muốn xem là anh phải mua đấy. Anh yên tâm, hoa hồng này ngon từ thịt, ngọt từ xương. Tình cờ thật đấy, em bán đúng loại hoa mà anh đang muốn mua rồi. Chỗ này anh mua tất, đi ngắm hoa hồng đen nhỉ? Nếu mà muốn ngắm hoa hồng đen là anh phải trả rất nhiều đấy nhá. Em cần bao nhiêu anh trả gấp đôi. Anh Lâm chưa về à? Cậu đừng có nhắc đến cái con người ham công tiếc việc ấy nữa. Cậu bao giờ về nhà sớm đâu mà. Ai chà chà, định đưa người yêu đi chơi hay sao mà mua hoa lãng mạn thế? Em mua bó hoa này là để tặng cho người con gái đẹp nhất trong mắt em. Là chị đấy. Chú không khéo miệng ghê ấy.
Như thế này thì cô nào chả đổ. Cô nào cũng đổ. Nhưng mà chị thì không. Chú đừng đùa mấy cái câu như thế nữa. Người ta nghe thấy người ta lại hiểu lầm đấy. Hiểu lầm thì làm sao? Anh Lâm nhà mình thì vô tâm, chả bao giờ quan tâm chị cả. Thì thôi, để em quan tâm chị nhá. Tặng chị đấy. Thôi em đùa. Cái hoa này là có cô bán hoa ở dưới, em mua ủng hộ, tiện thì tặng chị luôn. Nhà làm gì có ai con gái mà chị đâu. Cầm đi. Em đi vào trong nhá. Anh về rồi đã. Làm gì như người mất hồn đấy. Hoa đâu đây? Suốt ngày mang mấy cái thú của nợ này về nhà. Anh đã đi làm vất vả rồi, suốt ngày phung phí tiền mấy cái thứ ba lăng nhăng này. Nhưng mà đây là hoa của chú Hùng mua mà. Chứ vậy suốt ngày chú Hùng, việc gì em cũng lôi chú Hùng vào. Em thích lôi chú ấy làm bia đỡ đạn thế à? Hả? Lớn rồi phải trẻ con đâu, làm gì dám nhận chứ. Mà kể cả em mua thì cũng có làm sao. Bó hoa có đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng nó mang lại giá trị tinh thần. Con gái ai chả thích hoa. Từ lúc yêu nhau tới giờ, anh chưa mua cho em nổi một bó hoa nào đâu. Chú đàn ông khô khan. Sao? Muốn cái gì nữa? Mà công nhận là hôm nay hoa hồng đen của anh tuyệt vời đấy. Chuyên nghiệp thì nó phải khác chứ. Mà sao hôm nay anh đưa tôi về nhà? Nhà của anh à? Không, nhà của anh họ đấy. Đi nhà nghỉ nhiều bất tiện lắm. Dẫn về đây cho nhanh. Nhà trông cũng đẹp khang trang quá nhỉ. Chắc chủ giàu lắm. Bớt ngắm lại. Xong việc rồi thì đi về đi. Để chị dâu anh thấy không hay đâu. Ok. Đây là bạn của anh Lâm chị ạ. Chị bảo chị là bạn của anh Lâm từ lâu rồi, đến thăm anh Lâm. Mà tình cờ hôm nay anh Lâm lại đi công tác nên là em ngồi tiếp nãy giờ. Bạn của anh Lâm á? Chào chị, tôi là bạn của anh Lâm. Sao tôi chưa gặp cô bao giờ nhở? Mà cô là bạn thế nào với cả anh Lâm? Tôi là bạn từ lâu của anh Lâm rồi. Nói chung là chị không biết được đâu. Thôi, hôm nay anh Lâm không ở nhà, tôi xin phép về trước nhé. Bạn kiểu gì mà hành tung cứ mờ ám lấm lét đấy nhỉ? Em cũng thấy thế chị ạ. Trông ăn mặc như thế chắc chắn không phải người tử tế gì rồi. Không hiểu là có mối quan hệ thế nào với anh Lâm. Chị có nhận thấy là dạo gần đây anh Lâm rất hay đi sớm về muộn, người lúc nào cũng xịt nước hoa thơm phức. Chẳng có lẽ anh Lâm làm sao? Chẳng lẽ anh Lâm ngoại tình? Không có chuyện đấy đâu. Chú đừng có nói linh tinh. Đấy, cái tính em hay nghĩ linh tinh lắm. Anh Lâm nhà mình làm sao mà như thế được. Mà thôi, chị đi vào nghỉ đi ạ. Hoa hồng đen của anh có phi vụ mới cho em. Tôi sẽ được gì chứ? Tiền. À mà không, phải là rất nhiều tiền. Bây giờ nhiệm vụ của em ấy là phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh họ anh. Kế hoạch như thế nào anh sẽ gửi cho em sau. Nhớ là diễn cho tốt vào. Cơ hội đổi đời của em ấy.
Sao chú lại ở trong đây? À, có cái áo của anh Lâm, anh ấy lẫn trong đống quần áo của em. Nên là em mang vào trả cho anh ấy. Thôi, em để đây nhá. Cứ để đây cho chị đi. Có làm sao không? Ôi, trời ơi. Em xin lỗi nhá. Thôi. Tại vì em bị trượt chân. Thôi được rồi, để em thay ra nhá. Thôi không sao đâu, cậu đi về phòng đi. Để chị dọn cho. Chị hộ em với nhá. Cái gì thế này? Sao lại có vỏ hộp bao cao su đã dùng hết ở đây chứ? Chẳng lẽ anh Lâm? Chị làm sao đấy? Chị gọi cho anh Lâm không được. Chị không biết là anh ấy có đi công tác thật hay không nữa. Chị lo quá. Không sao đâu ạ. Chị cứ bình tĩnh thôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Không biết là có phải tại em nghĩ nhiều hay không, nhưng mà dạo này em thấy anh Lâm lạ lắm chị. Ai đời đi công tác không chịu gọi về nhà. Sau rồi mấy lần em ở nhà cùng với anh ấy, anh ấy còn lén lút ra ban công nghe điện thoại cơ. Mờ ám lắm. Chị muốn nhờ chú một việc được không? Thật vâng, chị cứ nói đi ạ. Khi nào anh Lâm đi công tác về, chị muốn chú theo dõi anh Lâm giúp chị. Nếu có vấn đề gì thì gọi cho chị ngay. Mặc dù anh Lâm là anh họ của em thật, nhưng mà chị yên tâm đi, em chắc chắn sẽ giúp chị. Hai ngày nữa, anh họ của tôi sẽ đi công tác về. Cô chuẩn bị đến lúc đấy, diễn cho tròn vai nhé. Cô ơi, chết, cô sao đấy? Anh ơi, tự dưng tôi thấy chóng mặt với khó thở quá. Anh giúp tôi với. Thế tôi gọi xe cấp cứu cho cô nhá. Tôi là khách du lịch mới đến Hà Nội. Tôi có thuê nhà nghỉ ở đằng kia. Nếu mà không phiền, anh đưa tôi vào đi ạ. Ở đằng kia thì. Thôi rồi, đi. Đây đúng không? Đến rồi đấy, cô vào nhà đi. Cảm ơn anh nhé. Hai chị em làm sao đấy? Anh về không chào anh à? Anh nói đi. Anh nói là hôm nay anh đi công tác về. Tại sao anh lại dẫn Bồ Nhí vào nhà nghỉ? Bồ Nhí nào? Nói luyên thuyên cái gì đấy? Anh nói dối tệ lắm anh Lâm ạ. Nói dối cái gì? Cô ta là ai? Anh lại định bảo là anh không quen cô ta. Cô ta bị ngất giữa đường rồi anh đưa vào nhà nghỉ à? Ừ, đúng là thế mà. Anh thề luôn là anh không hề quen cô ta. Anh thấy cô ta ngất giữa đường, anh đưa cô ta vào nhà nghỉ. Ừ, nhưng mà đúng là thế, anh không hề biết cô ta. Anh đừng có bao biện nữa, không quen à? Hôm trước tôi vừa thấy cô ta lượn lờ trong nhà mình đấy. Sao cô ta ở trong nhà mình? Em nói cái gì đấy? Anh có điện thoại kìa. Lạ. Biết ngay. Không dám nghe à? Chị nghe. Long này. Alo.
Bây giờ em có bầu với anh rồi, anh phải cho em một danh phận đi chứ. Em không muốn làm bố nhí mãi đâu đấy. Này, cô lại đấy, cô nói luyên thuyên cái gì đấy, cô bị điên à? À, con vợ anh nó đang ngồi ở đấy gì? Em không muốn chị dâu phải nghe những lời này nữa. Để anh điện lại. Từ từ, nghe anh nói anh điện cho cô ta mà. Anh im ngay đi. Tôi không muốn nghe bất cứ một lời nào của anh nữa. Chúng ta ly đi. Linh. Mày nhìn cái gì? Kinh tởm. Này nhá, mày đừng có luyên thuyên đấy nhá. Rồi chị sẽ là của anh thôi. Anh nào? Bỏ chân xuống. Tao hỏi mày đây, tao cho mày ăn nhờ ở nhờ nhà tao, mày đối xử với tao thế à? Mày sống chó với tao thế à? Em làm cái gì anh? Này, cái chuyện anh ngoại tình ấy vẫn còn chưa xong đâu đấy. Chuyện tao ngoại tình hay là chuyện do chính mày tạo nên hả? Mày lại hỏi em Hoa Hồng Đen đi. Mày có biết em Hoa Hồng Đen là ai không? Hả? Đây là câu chuyện giữa mày và em Hoa Hồng Đen tạo nên đấy. Mày chối đi. Mày chối đi. Anh Giai, anh muốn mua hoa hồng đỏ hay hoa hồng đen? Hoa hồng đỏ này không đẹp đâu, hoa hồng đen này mới đẹp này. Hóa ra là gái bán hoa trá hình. Anh nói gì ấy? Sao? Không nhận ra người quen à? Anh Giai, lâu lắm không tới. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô 100 triệu nếu như cô thích. Anh muốn gì? Nói ra toàn bộ sự thật với vợ tôi, và nói ra ai là kẻ chủ mưu khiến cô phá hoại tan nát gia đình tôi như thế. Chỉ có vậy thôi á? Thôi rồi, dù sao thì số tiền đấy cũng gấp 10 lần lão Hùng thuê tôi. Thằng Hùng. Nếu mà anh muốn ấy thì tiền trao cháo múc thôi. Được. Uầy, anh cũng uy tín phết đấy nhở, biết yêu thương gia đình. Thôi rồi, tôi sẽ kể cho anh và đưa tất cả bằng chứng cho anh. Mà thực ra lão Hùng thuê tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh ấy cũng chỉ vì muốn đến với vợ anh nhanh hơn thôi. Rồi giờ sao? Anh biết rồi anh làm gì tôi? Này, làm có gì bằng chứng gì không hả anh Giai? Tao đẻ trước mày vài năm đấy. Mày đừng nghĩ tao ngu hơn mày. Mày có tiền, tao còn thừa tiền hơn cả mày. Mua chuộc một đứa con gái đứng đường ấy, nó không khó đâu. Tao có đầy đủ bằng chứng này, video này, hình ảnh này. Mày ngủ với cô ta trong chính căn nhà của tao. Mày còn chối đi. Mày chối được không hả? Bây giờ ấy, tao nói cho mày biết, mày đến nhà Linh, nói hết mọi chuyện cho Linh, không mày đừng trách tao.